chúng ta sẽ sử dụng chức năng Camera Raw để điều chỉnh hình ảnh. Đầu tiên thì các bạn có những file hình ảnh cần chỉnh sửa, thì trong bài 1 mình đã giới thiệu là chúng ta chọn từ folder chúng ta đưa vào trong phần mềm, thì nó sẽ hiện ra đây một cái tab cho phép các bạn là làm việc trên cái tab này. Đấy. Thế thì chức năng Camera Raw nó ở đâu? Thì để hiệu chỉnh được Raw thì các bạn phải mở nó lên. Đây, chúng ta tiến hành vào Edit. Đây, các bạn tìm giúp cho mình một Reference. Đây. Và kéo xuống đây, các bạn sẽ thấy có cái cụm từ là Camera Raw. Rồi các bạn mở lên. Rồi JPG, các bạn thấy trên này ha. Trên này các bạn cứ để mặc định như vậy. Đấy. Bạn nào muốn chỉnh tự động auto thì các bạn click vào đây. Đấy, click vào đây. Nếu bạn nào muốn nó auto, click vào đây nha. Đó. Ở dưới này các bạn thay cái cụm từ này thành automatic. Auto nha. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho tất cả những cái file JPG này. Rồi nha. Cái này cũng được ha. Cái này cũng được. Sau đó mình ok. Rồi mình sẽ cho ảnh vào theo như thao tác khi nãy ha. Rồi ở đây trước khi dùng RAW, cân nhắc quá trình dùng RAW thì tôi sẽ xem qua cái file ảnh của mình. Như các bạn thấy cái file ảnh này là tôi một lần đi ký sự tôi đã có được cái hình này. Đấy, thì ở đây mình chụp ở trong cái điều kiện là ánh sáng nó rất là yếu, cho nên những cái vùng sáng, vùng tối thì các bạn thấy là nó cũng chưa rõ được cái chủ thể cho mày. Dùng RAW mình kéo thôi. Vậy các bạn chọn và các bạn kéo thả vào đây. Đấy. Ok. Thì bây giờ các bạn thấy là nó đã hiện ra một cái bảng chức năng có tên là Camera Raw. Thì ở đây do mình dùng phiên bản Photoshop CS6 cho nên RAW của nó đang là 7.0. Đấy, nếu như bạn nào dùng CC cao nhất bây giờ 2018 nó là 10 rồi. 10 rồi, cao hơn. Cao hơn thì giao diện nó đẹp hơn một chút. Okay. Rồi, ở trên cái bảng RAW này ha. Chúng ta tổng quan một chút ha. Ở đây mình thấy có nút Review. Đấy. Review ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ tắt bật, tắt có nghĩa là chúng ta thấy được ảnh gốc, còn bật như thế này lên các bạn sẽ thấy được cái bức ảnh sau khi mình chỉnh sửa. Rồi cái thanh bên này là full page, mình full ra cái màn hình view mình ra, full ra. Đấy, bạn nào không thích thì chỉnh nó nhỏ vậy, xinh sáng vậy cũng được. Rồi, tôi thích mình full như thế này. Rồi tiến hành mình chỉnh nha. Rồi các bạn phải quan sát là góc trên cùng này mình có những cái chức năng, những cái chức năng nhé, hay mình gọi là những cái công cụ ấy, nó hỗ trợ cho bạn. Rồi thì tùy theo công cụ mà nó có một cái bảng chức năng khác nhau nằm phía bên tay phải. Các bạn thấy không? Nó khác nhau à? Đấy. Rồi khác nhau nhá. Mình vẫn để chọn ở cái mục đầu tiên, có cái kính lúp này. Kính lúp này mục đích là các bạn phóng to. Click. Các bạn đeo vị trí các bạn như việc là click nó sẽ phóng to ra. Đấy. Thì đây đang là dấu cộng. Giờ các bạn giữ phím Alt trên bàn phím để với Windows nha. Còn bạn nào dùng Mac thì nó là Option. Các bạn click vào thì nó sẽ chuyển thành cái dấu trừ, thì các bạn bấm click. Đấy. Nghe là dấu trừ đây không, nghĩa là nó thu nhỏ lại. Đấy. Chúng ta sẽ dùng phím tắt là Ctrl cộng phím to, hoặc là Ctrl với phím trừ là thu nhỏ, Ctrl cộng với phím không để chúng ta fix với cái màn hình của mình. Đấy, cho dù chúng ta có phóng to như thế nào, chúng ta bấm Ctrl không thì nó về như này. Đấy, làm hai. Bây giờ mình tiến hành mình chỉnh sửa nha. Ở đây tôi sẽ đề cập tới
Vấn đề đầu tiên ở bên mục basic này, để các bạn thấy những cái bước đầu tiên trong mục basic. Mục basic là mục này nha. Bên này thì khác này, bên này là cái thông cover, cái để mình kéo sáng rồi, sáng tối rồi. Đấy, còn bên này là các bạn mình hiệu chỉnh chức năng độ nét và cái độ nhiễu. Đấy, ở đây mình dùng basic thôi. Mục đầu tiên trong basic yêu cầu các bạn cần phải điều chỉnh, đó chính là phần cân bằng trắng. Thì cân bằng trắng thì các bạn thấy như cái hình của mình không bị ám bởi một cái màu nào khác, nghĩa là không bị phủ một cái lớp màu nào khác ở lên ở trên á, thì các bạn không cần phải cân bằng. Cân bằng làm gì? Trường hợp cân bằng ở đây là giả sử như các bạn chụp ảnh trong môi trường có đèn neon thì nó sẽ bị ám xanh nha. Hoặc là các bạn chụp ảnh ở ngoài đường phố dưới những cái cột điện ấy, nó sẽ bị ám vàng nha. Thì đó là những cái trường hợp mà các bạn cần phải cân bằng lại. Đấy. Thì cân bằng thì người ta chia ra làm hai cái gam màu. Nếu như hình ảnh của bạn ấy là nó bị ám xanh thì bạn sẽ kéo qua cái tông màu vàng một chút cho nó trả lại, bớt cái màu xanh đi, nó ấm hơn lần nó chuyển qua cái gam màu. Thì tương tự ngược lại nha, nếu như ám vàng thì các bạn kéo qua đây. Đấy. Thì khi mình chuyển như vậy thì cái hình của mình nó sẽ đây là trường hợp bị ám xanh ra. Nếu như thời ám xanh như vậy bạn trả qua đấy, giờ ám vàng này kéo qua rồi. Tiên chức năng ở dưới là như vậy, nó hỗ trợ cho anh em này tối ưu hóa. Rồi trong trường hợp này bức ảnh này mình cân bằng trắng tốt hơn được không? Ở đây mình có một cái option có ba chức năng, ví dụ như là tại vị trí, có nghĩa tại cái hình này hiện tại của nó là như vậy. Các bạn muốn auto, các bạn không cần chỉnh thì các bạn click vào đây. Auto thì phần mềm nó tự tính ra, tự đặt thông số cho bạn luôn. Còn cái custom là cái bạn nhập số vô, nó gọi là custom. Còn bạn không muốn thì bạn để lại ban đầu đấy. Đây. Tiếp theo mình có hai cái từ dưới này, auto và default. Auto có nghĩa là nguyên những cái chức năng ở dưới này, những thông số dưới này phần mềm sẽ tự động điều chỉnh cho bạn. Ta click rồi, vậy khi mình click thì chức năng nó cũng sẽ đã điều chỉnh cho các bạn rồi ha, một cách rất là nhanh mà các bạn chưa làm gì hết á, chỉ biết auto thôi. Default thì nó trả lại rồi. Cái này hay là dễ rồi, bạn nào thích là dùng thôi. Còn ở đây mình nói về những cái chức năng này, ví dụ đầu tiên ha, mình sẽ to một chút. Các bạn thấy ở đây là mình có cái từ này AXP. Xin lỗi AXP, cái này đọc là Exposure, rồi Contrast, Highlight, Shadow, White, Black, Clarity ha, Privacy và Saturation. Đây. Bây giờ mình nhìn vô thì mình cũng phải phán đoán xem tức là chức năng nó như thế nào thôi. Bây giờ các bạn thấy ở đây, khu vực này, trên cái thanh này, bên này là màu trắng, bên này là màu đen. Điều đó có nghĩa là khi mình đưa nó qua bên đây thì cái hình của mình nó sẽ sáng lên. Đấy, đạt tới cái màu gọi là màu trắng. Trắng ở đây nghĩa là trắng giống như giấy luôn á. Trắng luôn á. Còn khi mà mình đưa về tổng số này thì nó đen, tối hơn. Điều đó cho phép bạn điều chỉnh với những bức ảnh là quá sáng là quá tối. Cái trong trường hợp này bức ảnh này nó hơi tối, tôi sẽ kéo cho nó sáng hơn một chút. Đây, bằng những thông số này mình sẽ đưa nó lên bằng cách click vào đẩy qua thôi. Đấy, tương đối thôi nha, tương đối một cái chưa chính xác. Mình sẽ điều chỉnh thêm những cái kia nữa. Rồi, tạm như vậy. Thông số thứ hai là contrast, có nghĩa là cái độ tương phản ha. Các bạn đưa lên càng cao thì hình ảnh của các bạn nó sẽ đậm nha, những cái gam màu, những cái tông màu, những cái mảng nó sẽ rất là đậm, và điều này nó làm cho cái ảnh của bạn nhìn nó hấp dẫn hơn. Đấy, còn khi bạn đưa về trên sáng về một cái số gọi là số âm ấy thì cái màu nó rất là nhạt nhạt, nhìn nó bệt bệt, nó nhạt lắm, nhạt lắm, nó nhìn nó kiểu cổ cổ giống anh phim xưa
Đấy, thì là cái kênh chat này, nếu như bạn nào muốn cái hình của bạn đậm thì bạn kéo cao lên. Đấy, bạn kéo cao lên như thế nào bạn nhìn và thấy là được. Là ok, tốt, nhìn nữa bạn như ổn rồi, chúng ta để đó. Không phải lúc nào cũng là 20, lúc nào cũng là 10, và nó tùy tiểu cảnh nha. Highlight ở đây là một cái ánh sáng, nằm trong một cái môi trường. Ở đây ánh sáng môi trường ở đây các bạn có thể thấy được nó là mặt trời, ánh sáng mặt trời nha. Khi nó chiếu vào một cái vật thể đó, nó sẽ có cái vùng quá sáng hoặc là cái vùng ít sáng. Đấy, gọi là cái này. Đấy, nếu như bạn nào muốn thì chúng ta có thể dùng can thiệp tới highlight để chúng ta thấy rõ hơn. Ví dụ khi bạn kéo cao ra, bạn thấy cái vùng này do ánh nắng mặt trời chiếu vào cho nên nó bị cháy, không có thấy được chi tiết rồi. Các bạn có thể kéo nó về một số thấp hơn để bạn sẽ thấy rõ hơn, vì nó không còn tác dụng của ánh sáng mặt trời. Đấy, tùy nha, chúng ta áp dụng này tùy trong những bức hình nha. Lát nữa mình sẽ lấy một cái ví dụ khác nha các bạn. Bằng bóng đổ shadow, phần shadow ở đây là coi như là các bạn đưa về một cái chuỗi dây màu đen như thế này, các bạn thấy rất là tối. Thì shadow là những cái vùng bóng, cái vùng mà có bóng đổ tối, rất là tối. Thì tối ở đây các bạn thấy là cái hình mặc định của mình nó tối nha. Bây giờ mình đưa lên cao hơn đi. Đấy, giờ các bạn thấy rõ hơn không? Đấy, đây mình đưa lên vừa thôi, đừng đưa quá là nhìn nó hết chi tiết. Thấy không? Hình góc ta để không, khi các bạn đi không các bạn đâu có thấy cái mà trong này đâu. Cái mà ngồi trong này nè. Giờ các bạn kéo cao lên, bạn kéo cao lên các bạn thấy bạn ngồi trong này nè. Rất là hữu hiệu. Ở đây tôi sẽ dùng khoảng cỡ bằng 70 70. Đấy, lát nữa tôi sẽ bù trừ tiếp. Bây giờ mình thấy là cái mảng màu contrast nó nặng quá, khi mình tăng lên ấy nó nặng quá nhìn nó hơi nặng nè, màu nó hơi đậm. Chỗ này mình cố tình mình hạ xuống chút. Đấy, khi nãy là 10 giờ năm qua màu trắng. Thì trong bức hình mình có cái nào có màu trắng mình kéo lên là cái ảnh của mình là nhìn nó trắng trẻo hơn thôi, trắng sáng hơn. Còn nhiều bạn không thích bạn kéo về cái này. Đấy, để bạn không thích ra màu trắng nữa, bạn làm những cái tông màu giống màu của Nhật Bản vậy, mình kéo về. Đấy, nhìn cho nó xuống cái màu trắng chút, tương tự black vậy ha. Black ở đây là màu đen. Đấy, vậy vì trong cái bức hình của mình nó màu đen rất là nhiều, đen đây, đen đây. Màu đen này khi mình kéo về số âm thì cái màu đen nó sẽ đen dữ dội hơn, đen dữ dội hơn, nhìn nó nổi lên hơn ha. Giữa một màu đen với một màu trắng hoặc là một màu khác nó nổi lên hơn ha. Cho nên là bạn đưa cao lên thì nó kiểu như nó bị móc móc, bị bàng bàng. Vậy thì cái màu đen này có thể là không, hoặc có thể là một cái số âm tùy theo cách nhìn của mỗi người ha. Ở đây tôi cũng để khoảng từ 15 thôi. Rồi, bây giờ mình dùng tới cái từ clarity này, nghĩa là cái vùng ở trên này. Các bạn thấy là mỗi một cái chức năng nó đã gạch gạch ngang, coi như là dứt điểm cái nào ra đó. Đây là cân bằng trắng nè, cái này để mình điều chỉnh cái tổng thể của một bức ảnh, gồm có sáng có tối, có cái mảng tương phản như thế nào. Đấy, còn dưới này là mình hiệu chỉnh về cái màu và cái độ trong ha. Clarity ở đây có đóng vai trò là tạo cho bức hình mà nó trong. Thì clarity khi bạn đưa cao lên các bạn sẽ thấy là khi mà đưa một thông số cao của clarity thì cái hình của mình nó sẽ nổi khối lên, nó tách biệt hơn ha, dữ dội không? Khối nó nổi lên như thế này. Đấy, bạn thấy nhìn nó nhiều bạn thích kiểu nhìn nó artistic như vậy nè, bạn kéo cái clarity lên. Bạn không thích thì bạn đưa về số âm. Số âm này giờ thì nó lại mềm mềm, kiểu nó mộng mị vậy nè ha, mộng mị vậy. Thì tùy thôi, bạn nào sở thích chụp có cái ảnh mà trong sương sớm bình minh gì đó các bạn thích, các bạn hãy đưa về này ha. Nó giống như một lớp sương mờ mờ. Đây, ở trong cái trường hợp này mình làm một cái bức ảnh về đời sống thì cô sẽ cố gắng đưa clarity lên đạt thông số ổn định để chúng ta nhìn rõ hơn về cái ý nghĩa của bức ảnh. Đấy, sau đấy là mình
có cái độ khối rồi ha. Tiếp theo là cái cụm là vibrancy. Vibrancy ở đây nó đóng vai trò là màu sắc. Này các bạn có thể nhìn hai màu sắc nè. Đấy. Khi mình thấy đưa lên đây là màu đậm hơn, khi mình kéo lui về đây nó vẻ như là nó không có còn màu sắc nữa. Thì ở đây nghĩa là trắng đen đó. À, vậy ở đây là không thì các bạn kéo về số bên này thì các bạn thấy là nó không có còn màu nữa nha, không có còn cái màu nữa. Thì tương tự saturation nó cũng như vậy ha, đưa nó về đây là coi như là triệt tiêu hết những cái màu luôn. À, các bạn thấy là khi mà saturation bằng không ấy, cái vibrancy này mình cũng trừ 100 là maximum, các bạn thấy vẫn còn màu nè, vẫn còn những cái màu nè. À, vậy là cái vibrancy này nó chỉ đóng một chức năng là tăng giảm cái cường độ màu ấy một cách nó đều, mà chứ nó không có chiếm tuyệt đối nha. À, bây giờ mình trả về không, nếu như các bạn muốn tuyệt đối các bạn đưa saturation về không ấy, thì là mắc màu tuyệt đối. Thì tương tự nếu đưa lên cao như là tăng màu tuyệt đối. À, đưa lên dài như kéo rồi, cho nên là ở đây đôi lúc muốn đậm đậm hơn chút thì tôi cũng chậm trước. Nếu như mà tôi dùng saturation thì thôi tôi phải dùng vibrancy. À, còn nếu như mình thấy dùng được vibrancy thì đưa lên. Đấy, đưa lên. Đấy, nó đậm hơn chút, mềm hơn chút. Rồi, trả cái này về số một xíu. Đấy, cho hai cái nó hài hòa. Đấy. Có nhiều bạn thích phong cách là cổ điển, những cái hình mà cổ nhìn nó hoài cổ ấy. Đấy, các bạn sẽ đưa về những cái thông số cho nó bớt màu tí ha. Sao? Đã cổ rồi là không có lệ lạc. Các bạn đưa về, đấy, thấy không? Đấy, một chút gam màu về âm thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nhìn nó được hơn. Đấy, đừng có để màu nhìn nó tăng một chút kinh tăng này ha, nhìn nó rất là được mắt đấy. Rồi giờ mình tiến hành mình điều chỉnh, mình nhích mọi thứ một chút 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 chứ không phải cái nào cũng trên diện đúng như các bạn nha. Rồi bây giờ mình đưa cái này về một chút số âm là tí ha. Rồi mình có hai rồi, được rồi. Mình tích vô nút là review này, có nghĩa là trước đó ha, một cái hình góc trước đó, sau đấy là chúng ta bật lên thì các bạn thấy nó thay đổi qua nút review này. Đấy. Rất là hay. Chúng ta kéo được những cái bức ảnh nó khôi phục lại những cái độ sáng như bức ảnh tốt hơn. Rồi giờ xong cái phần basic này ha, chúng ta lắng lá chúng ta qua chút cái mục là cover bên này. Thì cover bên này các bạn có thể thấy là mình có hai cái tab, một cái là parametric hoặc là font. Font ở đây thì nó giống cái chức năng là cover ở trong trong phần mềm Photoshop vậy đó. Chúng ta kéo lên hoặc là giảm xuống, kéo lên hoặc là giảm xuống thì nó sẽ tạo độ sáng và độ tối cho bức ảnh nha. Nhưng mà cái này dùng quen, người ta dùng không dùng mà dùng quen chịu á. Rồi còn parametric sẽ chia làm bốn kênh, gồm có highlight riêng, gồm có light riêng, dark. Ở đây nó không có dùng cái từ là đen nữa mà black nữa, mới dùng từ dark tối ra. Giờ ở đây bóng đổ giống mày này, giống mày này, còn ai bây giờ hỗ trợ thêm. Nhiều lúc á mấy bạn xài hết nút luôn, hết nút luôn không còn gì nữa hết á, các bạn mới dùng thêm bên này. Còn mà nếu như bên này dùng thấy ok rồi thôi, đừng có động đến bên này làm gì nha. Đấy, đi rồi nha. Like ở đây là cái dụng ánh sáng. Đấy, tiếp theo bạn, nhiều bạn là muốn tăng độ nét cho hình ảnh. Đấy, nhiều bạn muốn tăng độ nét hình ảnh thì các bạn có thể là qua cái mục là thứ ba, chức năng thứ ba đó là detail. Trong detail này các bạn sẽ thấy là có hai cái phần riêng biệt nối nhau, đó chính là sharp và noise. Sharpening ở đây là nghĩa là khi cái độ bén của cái bức ảnh đó, khi các bạn đưa cao lên như thế này này, các bạn đưa cao này, rồi các bạn zoom lên này, các bạn sẽ thấy là cái bức hình mình nó nhìn nó bị nét hơn, nét hơn, nhìn nó nét hơn. Nhiều mình đưa vào trong đi. Đây,
Nếu mình đưa về không thì cái độ nét nó cũng sẽ không có gì hết, mình sẽ là khi mình đưa về cao lên, mình đưa càng cao lên là bức ảnh của mình nó sẽ có một cái độ nét, nhưng mà khi cái trường hợp mà nó nét như vậy á nó lại bị khô, nhìn nó không có bớ, nó không có mượt ấy, cho nên cái bằng độ nét này tùy tùy bạn nào thích thì chúng ta có thể dùng thêm, bởi vì khi tăng độ nét lên thì cũng đồng nghĩa với việc là noise nó sẽ tăng theo. Khi noise tăng theo thì nó sẽ đi với chức năng hỗ trợ ở dưới reduce noise, giảm noise đi. Ở đây trường hợp là các bạn sẽ tăng cái luminance này cao lên một chút. Đấy, ở đang ban đầu là không, các bạn có thể tăng lên làm hài lắm thôi. Nhưng mà cái chức năng này khuyên các bạn nha, máy tính chúng ta sẽ rất là chậm đấy, vì nó không phải đơn giản. Tăng càng cao là máy chúng ta sẽ có một cái sự co giật là nhiều. Đấy. À, không. À, vì đây là một cái bức ảnh nó nhìn nó hơi kiểu artist chút, nên mình cũng không có đưa lên độ nét nhiều, mình mới để một xíu thôi. Vấn đề quan trọng của mình là mình phải cho nó thấy được cái hình tượng đời sống người ta hàng ngày thôi, không phải trong trẻo giống như là những cái ảnh phong cảnh hay là những ảnh chỉnh sửa cho hot girl chẳng hạn đấy. Mục đích tìm mục đích sử dụng khác nhau rồi đấy, rất là đẹp. Chúng ta đánh tới open đây, chúng ta cho vào đây và chúng ta tiến hành là diễn công đoạn cần dùng trong cái Photoshop. Như các bạn thấy là bên này là mình thấy có cái màu trắng bị lòa ra đây đấy. Đấy, như vậy thì mình phải dùng cái công cụ mình cắt đi thôi. Đấy, cắt ở đây là mình sẽ có công cụ có tên là crop. À, crop nha. Thì crop thì sao? Các bạn thấy là mình chọn cái này. Đây là chức năng di chuyển cho từng layer, từng đối tượng. Thì crop nó đóng vai trò nó là một cái chức năng để cắt. Crop để cắt. Đây, các bạn cần chọn ha. Click. Em muốn mở ra những cái option nằm trong cái mũi tên nó nhỏ nhỏ nha, bạn click chuột phải. Đấy, nó sẽ hiện ra. Chúng ta chọn công cụ đầu tiên. Đấy, ở chỗ này các bạn thấy nó dư trắng ha. Dư trắng nên ta cắt vào. Chúng ta click vào này nó hiện ra hệ thống lưới nè. Nhớ là click vào trong này nha các bạn nha, chứ còn khi không click nó nằm ngoài vậy nó không có gì hết nè. Click vào. Đấy, rồi xong rồi sẽ cắt vào đây xíu. Rồi khi mình đưa vào đây các bạn thấy là cái vùng mờ vậy nè, là cái vùng nó loại bỏ nha, cái vùng sáng vậy nè là cái vùng chúng ta giữ lại. À, sau đấy mà mình bấm enter hoặc là các bạn tích một cái dấu tích chỗ này, đấy, tích rồi nó lưu á, lưu rồi xong cái phần cắt rồi thì chúng ta chọn về công cụ di chuyển thôi, không có gì hết. À, nên là bây giờ mình lưu nha, vào file chọn cái app mình muốn lưu ra ngoài chứ là cái desktop của mình để mình mở cho nhanh. Trên phần lưu các bạn chuyển về định dạng JPG đấy, để mình xuất ra file ảnh chứ. Thế còn khi mình để ở đây là PDF nó ra một cái file là file Photoshop này, nhưng mình muốn lấy ảnh là mình coi luôn, mình lưu rồi chọn cái chất lượng nha. Thì cái hình này nó 17 MB lận à, vì quality nó là 12 maximum luôn. Các bạn để 10 hoặc là 8 hoặc 9 gì đó tùy các bạn. Chúng ta để như vậy nó dung lượng nó xuống nữa nha. Thế đây thì đây 17 MB nhưng một bức hình cao quá. Thì sao biết 17? 17 là vì tôi tích vô cái dấu này nè. Tôi không tích vô nó đâu hiện ra đâu. Để tôi tích vô đây. Nó tích vô đây. À, tích vô để lát nó hiện ra. Nó tính toán mà. Rồi, bảy mẹ. Ok, lên. Rồi, sau khi lưu xong thì các bạn mở. Đấy, mở lên. À, rồi. Vậy là mình có cái hình của mình nè. Bây giờ tắt này để kênh ta so sánh before after tí chứ. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.
các bạn trong cái mục mình hướng dẫn về chức năng camera nâng cao, các bạn chỉnh sửa ảnh chân dung. Rồi, chào các bạn.